giải cứu đội bóng Thái, người thứ 10 được đưa ra khỏi hang. Một nhân chứng của cho biết, họ trông thấy người thứ 10 được đưa ra bằng cáng. Trước đó tin cậu bé thứ 9, trong đội bóng đá lợn hoang, mắc kẹt ở hang Tham Luông, tỉnh Chiang Rai, Thái Lan, đã được sơ tán khỏi hang. CNN liên hệ hai nguồn tin, từ Hải quân Thái Lan và thành viên đội cứu hộ, cho biết thông tin trên. Như vậy, còn 3 cầu thủ và một huấn luyện viên ở trong hang. Trước đó, đội giải cứu dự tính sẽ đưa nốt 5 thành viên còn lại trong ngày hôm nay. Ngày thứ 3 trong đội giải cứu đội bóng nhí, mắc kẹt trong hang động Tham Luông ngập nước. Trong 2 ngày trước, đã có 8 trong số 13 thành viên đội bóng được cứu ra ngoài. Thời gian giải cứu trong ngày thứ 2 chỉ 9 tiếng, nhanh hơn ngày thứ nhất 2 tiếng. Căng thẳng, lo lắng về sự suôn sẻ của công tác giải cứu dường như đã giảm nhiều sau 2 ngày thành công. Theo báo cáo, thời tiết ngày hôm nay khá thuận lợi như 2 ngày giải cứu trước đây. Trời có mưa vào tối qua, nhưng không ảnh hưởng mấy đến công tác giải cứu. Chiến dịch giải cứu đội bóng Thái Lan thành công mỹ mãn, cứu được 13 người. Rangamitham Thái Lan vừa reo vui lên trên Facebook của mình, tuyệt vời, nhiệm vụ đã hoàn thành, chú heo thứ 13 đã ra khỏi hang. Lúc 18:48, hãng tin Reuters cho biết đã thấy cầu thủ thiếu niên thứ 12 được đưa ra khỏi hang Tham Luông. Trang Facebook của Hải quân Thái Lan xác nhận cả 12 chú heo rừng đã ra khỏi hang, tất cả đều an toàn. Không lâu sau đó đã có thông tin xác nhận, người cuối cùng trong nhóm 12 cầu thủ nhí cùng huấn luyện viên của các em đã được đưa ra ngoài sau 17 ngày sống sót dưới hang động trong điều kiện nước ngập lênh láng. Đến 19 giờ, trang Facebook của Hải quân Thái Lan cho biết nhiệm vụ tiếp theo là đưa 4 chú ếch, tức là một bác sĩ và 3 đặc nhiệm hải quân ra khỏi hang. Đợt giải cứu ngày hôm nay ngày 10 tháng 7 như vậy đang diễn ra suôn sẻ với việc cứu nốt 5 thành viên còn lại của nhóm cầu thủ thiếu niên và huấn luyện viên bị kẹt nhiều ngày trong hang động Tham Luông. Việc giải cứu được cho là diễn ra nhanh chóng và các thợ lặn đã quen thuộc đường đi, nước bước trong hang và cách dẫn người ra ngoài. 6 giờ sau khi đợt giải cứu cuối cùng được khởi động, 3 cầu thủ nhí trong số 5 người của đội bóng heo rừng còn kẹt trong hang đã được đưa ra ngoài an toàn. Người đầu tiên bắt đầu vào lúc 16:15. Vào lúc 16:50 chiều nay ngày 10 tháng 7, cậu bé thứ 11 của đội bóng được đưa ra khỏi hang Tham Luông, 35 phút sau khi thành viên thứ 9 được giải cứu. Nhiều khả năng huấn luyện viên của đội bóng heo rừng sẽ ra cùng các bác sĩ và đặc nhiệm hải quân Thái Lan. Cùng lúc này, trang Facebook của đặc nhiệm hải quân Thái Lan xác nhận thành viên thứ 9 đã được đưa ra khỏi hang. Như vậy, theo thông tin chính thức, cho đến giờ vẫn còn 6 người trong hang gồm một cầu thủ nhí, huấn luyện viên của các em, một bác sĩ và 3 đặc nhiệm hải quân Thái Lan. Lúc 17:55, trang Facebook Amitham Thái Lan cho biết cầu thủ thứ 9 đã được đưa ra khỏi hang, đã đến được bệnh viện dã chiến và chuẩn bị được chuyển lên bệnh viện Chiang Rai, như 8 đồng đội đã được giải cứu thành công trong 2 ngày 8 và ngày 9 tháng 7. Em nhỏ nhất đã ra khỏi hang. Đài truyền hình của Thái Lan khẳng định em thứ 11 đã được đưa ra ngoài lúc 17:15 và là thành viên nhỏ tuổi nhất trong số 13 người bị mắc kẹt. Thông tin này lập tức dấy lên suy đoán cầu thủ nhí này chính là em Janine, 11 tuổi. Tuy nhiên, cũng như mọi khi, danh tánh của các nạn nhân tiếp tục được giữ kín về việc tại sao không công bố danh tánh những người được giải cứu. Chỉ huy chiến dịch Narongsat Osot Tanakon đã khẳng định rằng có lý do nhân văn cho chuyện đó. Theo ý của ông, mọi người nên đặt mình vào vị trí của các bậc cha mẹ nếu nghe hết tên những người được giải cứu và lo lắng nhận ra con mình không nằm trong số đó. Theo trang Facebook Amitham Thái Lan, cậu bé thứ 9 được đưa ra khỏi hang lúc 16:15 và đang được đánh giá sức khỏe sơ bộ tại một trung tâm y tế dã chiến. Hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức từ nhà chức trách Thái Lan. Trong khi đó, phóng viên của hãng Reuters khẳng định đã nhìn thấy có tới 2 người đang nằm trên cáng được khiêng ra khỏi hang. Như vậy, nếu được xác nhận, con số thành viên đội bóng được cứu lúc này đã lên tới 10 người. Rangamitham Thái Lan sau đó tiếp tục đưa thông tin mang tính khẳng định thành viên thứ 10 đã được đưa ra khỏi hang lúc 16:33. Vài phút sau đó, sự xuất hiện của trực thăng của cảnh sát Hoàng gia Thái và xe cứu thương trong tình trạng chuẩn bị sẵn sàng cho thấy các thành viên còn lại trong hang Tham Luông sắp sửa được đưa ra ngoài. Chiếc trực thăng này giống với chiếc trực thăng đã đưa nạn nhân tới bệnh viện ngày hôm qua ngày 9 tháng 7 sau khi các em được giải cứu.
Theo kế hoạch, ngay sau khi được khiêng bằng cáng khỏi hang, xe cứu thương và trực thăng sẽ tức tốc đưa nạn nhân tới bệnh viện Chiang Rai, nơi 8 thành viên được giải cứu đang điều trị. Có khả năng huấn luyện viên 25 tuổi của đội bóng Ekabo Chanthawang sẽ là người cuối cùng rời khỏi hang. Trước đó có thông tin nói anh đã được đưa ra ngoài. Nếu tiếp tục phương án mỗi lần đưa ra ngoài hai em, có khả năng huấn luyện viên Ekabo sẽ ở lại trong hang một mình. Thủ tướng Thái Lan rút kinh nghiệm trong vụ tham luôn. Trong tương lai, chúng ta phải theo dõi lối vào ra của hang này. Nó đã nổi tiếng toàn thế giới. Chúng ta phải lắp đặt thêm nhiều đèn bên trong hang động và dựng nhiều biển báo, Thủ tướng Thái Lan Rajesh Chanocha chỉ đạo. Đây là một hang nguy hiểm, ông Rajesh nhấn mạnh và khẳng định sau khi hoạt động giải cứu kết thúc, hang tham luôn sẽ bị đóng cửa trong một thời gian cho đến khi mọi thứ đi vào trật tự. Thủ tướng Rajesh đã dự định đến tham luôn vào ngày hôm qua, ngày 9 tháng 7, nhưng quyết định hủy do lo ngại ảnh hưởng tới việc chuẩn bị cứu hộ. Ông Rajesh đã chọn cách đến thăm gia đình các cầu thủ nhí bị mắc kẹt và trấn an họ. Đợt giải cứu cuối cùng diễn ra trong cơn mưa lớn bắt đầu từ tối ngày 9 tháng 7, nhưng được khẳng định là không ảnh hưởng đến các hoạt động của đội cứu hộ. Dự kiến việc giải cứu sẽ nhanh hơn 2 ngày trước khi các thợ lặn đã quen việc. Cuộc giải cứu ngày 8 tháng 7 mất 11 giờ để hoàn thành, trong khi cuộc giải cứu thứ hai ngày 9 tháng 7 chỉ mất 9 giờ. 19 thợ lặn đã vào hang từ 10 giờ sáng ngày 10 tháng 7. Hôm nay là ngày 10 tháng 7, nó sẽ không dài như những ngày trước đó. Hôm nay chúng ta sẽ ăn mừng cùng nhau, trang Facebook của đặc nhiệm Hải quân Thái Lan nhấn mạnh. Trong cuộc họp báo ngắn trưa ngày 10 tháng 7, chỉ huy chiến dịch giải cứu Narongsat Osot Thanakon thừa nhận chưa biết sẽ đưa được bao nhiêu người ra ngoài vào hôm nay. Vị này hy vọng sẽ đưa được tất cả những người còn sót lại ra ngoài trong hôm nay. Nếu mọi thứ đi đúng đường, chúng ta sẽ thấy 4 em, một bác sĩ và các đặc nhiệm hải quân đã ở cùng các em ra ngoài vào hôm nay, thêm huấn luyện viên nữa là 5 người được cứu, ông Narongsat chia sẻ. Tàu ngầm mini của Elon Musk không được sử dụng. Tỷ phú công nghệ đã có mặt tại hang tham luôn từ ngày 9 tháng 7 với chiếc tàu ngầm được chế tạo đặc biệt cho chiến dịch giải cứu. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo trưa ngày 10 tháng 7, chỉ huy chiến dịch Narongsat đã lịch sự cảm ơn và từ chối sử dụng chiếc tàu ngầm nói trên. Công nghệ của ông ấy rất tốt và phức tạp nhưng không thực tế cho nhiệm vụ như thế này, ông Narongsat khẳng khái nói. 16 ngày mắc kẹt trong hang, đội bóng heo rừng gồm 12 thành viên nhí dưới 16 tuổi và huấn luyện viên của họ đã bị mắc kẹt trong hang thăm luôn khi nước lũ bất ngờ tràn vào ngày 23 tháng 6. Ngày 24 tháng 6, công tác cứu hộ đã được triển khai ngay sau khi phát hiện xe đạp và giày thể thao bị bỏ lại ở miệng hang. Ngày 2 tháng 7, hai thợ lặn tình nguyện người Anh phát hiện cả nhóm tại một khu vực cách miệng hang khoảng 5 km. Ngày 8 tháng 7, chiến dịch giải cứu chính thức bắt đầu và đưa được 4 em ra ngoài ngay trong tối cùng ngày. Ngày 9 tháng 7, thêm 4 em nữa được đưa ra khỏi hang.